Rồi, chào anh em. Chào anh em buổi tối vui vẻ. Hôm nay chúng ta chơi một game mới trong series game Crusader King 3. Mà chúng ta sẽ lập một cái nhà nước liên hiệp giữa Anh và Pháp. Liên hiệp giữa hai cái quốc uy của Anh là Tam Sư và Hoa Bách Hợp của Pháp. Chúng ta sẽ làm thành một quốc uy kết hợp giữa hai cái nước đấy, thành một cái đế quốc riêng. Không phải ai cũng biết cái kiểu lập này, thế nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em cái cách để tạo được cái đế quốc này. Rồi, chào nghèo mà chất, chào Khai Trần, chào Gia Phú nha, chào Fit, chào Hoàng Ngô nha. Dạ rồi, cuối năm bận mà không. Rồi, thì để làm được cái việc này thì trước hết chúng ta phải chỉnh ở trong cái phần luật chơi này. Chúng ta phải chọn cái chỗ bình đẳng giới này, chúng ta phải chọn là bình đẳng, tức là bình đẳng nam nữ. Chỉnh cái này sẽ giúp cho chúng ta là những cái người con gái mà có tước quyền, tước vị, tước quyền là có tước quyền thì mình mới giúp được họ, tức là phái nữ ấy. Còn nếu mà chúng ta để mặc định ấy, thì chỉ giúp được nam thôi, không giúp được nữ. Là chúng ta game này mà muốn chúng ta muốn tạo liên hiệp Anh Pháp ở những tuần đầu, từ những năm đầu đúng hơn, những năm đầu thì chúng ta phải chọn bình đẳng, chọn bình đẳng. Còn cụ thể tại sao thì tí việc game mình sẽ hướng dẫn anh em. Rồi, ai thích chơi Iron Man kích hoạt. Rồi chúng ta sẽ chơi William quần nóc ăn đi. Bắt đầu. Liên minh EU à? Cũng hợp lý đấy. Nhưng mà không liên minh được với Đức. Đức khó quá. Rồi, với cái việc mà chúng ta chọn bình đẳng nam nữ ấy, thì luật kế vị ở đây chúng ta sẽ là bình đẳng nam nữ ngay từ đầu. Thì với cái việc bình đẳng nam nữ này ấy, thì sau này vợ của mình, nữ công tước Mathilde này, sẽ là người có cái tước vị của Pháp. Mình không hiểu tại sao bà ta lại có. Nhưng mà khi chúng ta lấy được Vương quốc Anh thì người vợ này sau một thời gian 1-2 năm gì đó thì bà ta cũng sẽ có tước vị của Pháp, cả nước Pháp luôn. Thế là chúng ta có thể nhân danh vợ của mình để lấy tước, lấy toàn bộ nước Pháp. Và cái người con cả Robert này sẽ là người kế vị ngai vàng của cả Anh và Pháp. Thì đấy là cái mục đích của chúng ta tạo cái bình đẳng nam nữ. Mình không hiểu tại sao bà này lại có tước vị của Pháp, mặc dù lúc đầu bà không, không có. Bà ta chỉ đơn giản là trong dòng dõi của gia tộc mà thừa hưởng công quốc Blender thôi. Không hiểu sao bà ta có. Nhưng mà đọc tiểu sử của Mathilde này thì cũng phải nói là một người, phải nói là thật nhỉ, nếu mà so về ngày xưa thì phải nói là một người rất rất là giỏi. Đẻ cho William tới 9 người con. Thế nhưng mà nuôi dạy rất giỏi, nuôi dạy cả 9 người con thành tài luôn. Cái trong cái lúc mà William mang quân đi đánh nước Anh thì một mình bà ở nhà quán xuyến toàn bộ Normandy trong tay. Rất là giỏi. Đó có một phần lý do mà William có thể yên tâm đi đánh nước Anh. Ở nhà con vợ lo hết. Đọc từ sự bà này rất là giỏi luôn. Sinh ra là con gái trong danh gia vọng tộc luôn, không như William và con hoang mà sinh ra trong danh gia vọng tộc luôn. Rất là giỏi. Người ta gọi là gì nhỉ? Tòng ra cái của nợ gì đấy. Giờ bây giờ chúng ta sẽ đối mặt với ông cố của bà kìa. Không, không phải. Đây là cho xem Gia Phả này. Gia Phả chẳng liên quan gì đến nước Pháp cả, tức là chỉ là một người trong nước Pháp thôi. Nhưng không hiểu sao bà này lại có tước vị của nước Pháp. Tự nhiên có luôn. Anh đọc tiểu sử thì cũng không phải là nữ hoàng, nữ vương của Pháp. Nhưng mà gia tộc nắm quyền Blender này cũng là một gia tộc rất là nổi tiếng. Gia tộc rất là có tiếng ấy. Danh gia vọng tộc ấy. Chúng ta sẽ chọn trung tâm chiến lược. Với việc bình đẳng nam nữ này thì kể con gái cũng sẽ ra trận được, đánh nhau như bình thường luôn.
Rồi chúng ta sẽ cho học. Tiền hết à? Rồi. Bây giờ việc quan trọng thứ nhất là chúng ta phải kiếm kiếm một đồng minh. Thì cái đồng minh rất hay là tại là có một thằng em trai cùng cha của mình nó lại đang muốn lấy vợ. Thì đối tượng phù hợp nhất chính là công chúa của Đan Mạch, sẽ là người rất phù hợp để cho chúng ta lấy về cho thằng em, để nó để có thể tạo được liên minh với Đan Mạch. Có liên minh với Đan Mạch rồi thì đánh được anh rất là dễ thôi. Đó, chúng ta có thể gọi vua Đan Mạch đánh cùng mình. Gọi mất 350 điểm nhưng mà không sao cả, bởi vì thắng trận này chúng ta sẽ được thưởng 300 điểm danh vọng. Nó cũng bù trừ lại cái phần chúng ta thiếu. Chúng ta không nên 10 knight vì lúc đầu hơi thiếu knight, chúng ta sẽ bỏ những cái bad and bad fighting đi. Rồi. Chúng ta sẽ gọi Đan Mạch đánh cùng mình. Ở đây chúng ta sẽ tập kết toàn bộ quân đội. Chúng ta có thể đợi Na Uy đánh nhau với cả Vương Quốc Anh được, nhưng mà nói chung đợi lâu lắm và nó đánh nhau lâu lắm, nên tốt nhất chúng ta cứ quậy quẩy luôn đi. Đó, với khoảng 7.000 quân thì chúng ta thừa sức ăn England rồi. Chúng ta sẽ đổ bộ vào đây. Bộ ở đây đi. Không có bác sĩ triều đình. Ông nào có biết nhiều về bà này không? Mathilde này, tôi đọc bà này thấy hay phết đấy. Giỏi cực luôn. William rất may mắn lấy được bà vợ này. Mà đẻ cũng giỏi. Đẻ cho William chết những người con. Sợ thật. Mà nuôi dạy thành tài hết. Kinh khủng khiếp. Đúng là thời tới không cản được. William là một bậc thầy về quân sự nên là đánh nhau với thằng Anh quốc này là đơn giản thôi, không có vấn đề gì cả. Đọc sách à? Gái là cho giáo hoàng dạy đi. Cái mục đích của cái game này là chúng ta phải làm sao cho cái quốc uy của vương triều của chúng ta là quốc uy liên kết dung hợp giữa Anh và Pháp. Tam sư và Hòa Bách hợp nó phải kết hợp với nhau. Thì chúng ta thành công trong cái game này. Còn nếu mà tạo ra một đế quốc mà không dung hợp được hai cái logo đấy vào thì là chúng ta fail. Đó. Ok, chúng ta có đồng minh giúp ở đây, không sợ. Lúc đầu quân của William có thêm 200 lính bọc thép nữa, thành ra là bọn England này không phải đối thủ. Dung hợp cho nó đẹp thôi. Dung hợp cho nó quốc uy, nhìn cho nó oai thế chứ còn được cái gì đâu. Ông còn muốn được cái gì? Nhìn cho nó vui mắt thế chứ. Còn quay vào lớp anh chơi rồi, anh không thích game này lắm. Nhìn nó đánh nhau nhìn giả lắm. Ở đây chúng ta 15 tháng rồi. Chín ra đây đi.
chưa lên được đây, lên đến đây chúng ta đã bị ấy. Civilization 6 em không biết chơi. Thành này sao tự nhiên nó cao vậy? Ô bị chia cắt, bị chia cắt. Chết mẹ là bị chia cắt. Ô mày quá thẳng. Tới kịp, tới kịp. Khổ bắt được vua luôn. Rồi. Bây giờ đến lượt bọn Na Uy thì lên vua phát là chúng ta có xấp xỉ 1 vạn quân luôn, nên chúng ta chơi nó luôn. Nhưng mà trước kia đó chúng ta phải chia thành nó, bởi vì nếu mà không chia thì vậy lãnh chúa. Nhưng mà chưa cần vội đâu, cứ cầm thành một lúc đã. Rồi chúng ta sẽ tới đây. Cái gì? Chào Lâm Huy. Cái này không có better thực à không em? Liên quân Anh Pháp luôn hơi bất hợp lý là sao? Bất hợp lý cái gì? Chúng ta cần thêm khoảng 2.000 quân nữa thôi. Là đủ đánh bọn này rồi. Nope. Không cặp bồ cặp bịch gì hết. Tiếp. Chơi trò không em? Chơi trò chán chết đi.
Đang có một cuộc nổi loạn đây đúng không? Vợ mình thì tăng thiện cảm là phí hơn. Có lẽ chúng ta phải phân chia thành thôi. Bọn này nó đang trừ rất nặng vì mình quá kiểm soát quá nhiều thành. Rồi từ từ bây giờ chúng ta sẽ cho chúng ta sẽ cho bớt con cái đi. Thằng nào cũng bệnh như này. Rồi thằng này. Angela này. Mình tạm thời sẽ giữ mình sẽ giữ Essex và Ken. Thằng này cho Essex. Essex. Con gái thì cứ để đấy đã, bởi vì con gái nhiều khả năng mình sẽ gả đi để mình lấy đồng minh. Lúc đó có cần đồng minh để quẩy nhau với thằng Pháp. Giờ chúng ta sẽ tìm một ai đó trong dòng tộc. Thằng này mình sẽ cho Normandy đi vì đang có tước vị của Ken. Ken và Normandy. Hay, thôi chúng ta cứ giữ Normandy, Ken cho ai đó. Xem trong cây triều đại họ hàng của thằng nào không? Robert. Rồi thằng này cho làm công tước Ken. Mình giữ Normandy với cả Wessex là được. Mười hai trên sáu, vợ mình búp này lên thêm được một thành. Bá quốc EU là bá quốc nào em? Rồi ông này cũng là người trong Normandy, chúng ta sẽ cho một cái thành bang nhỏ ở bên này. 10 trên 7. Chúng ta đang có chiến tranh nên chúng ta chưa rời đô về London được. Còn đây nữa, còn một bạn công quốc này nữa cho ai đây? Xem tiếp trong gia phả nào. Những ai thuộc dòng dõi nóc bắn đi mới được thôi. Bên ngoài là biến hết. Hết rồi, bây giờ thế thì cho anh chị em. Đây, bà này. Bà chị em này cùng huyết thống với mình. Được. Chị em cùng nhà. Nhưng không cho được bởi vì có lẽ là nó theo thằng này rồi. Để đi cho thằng này vậy. Mình giữ Normandy rồi. À EU đây à? Thằng này có đúng nhưng mà thằng này nó lại nằm trên nóc bên đi, nhưng mà tôi đang muốn giữ, thế nên cho tôi cho thằng này trên này đi, thằng này cũng là thuộc dòng dõi của đấy nên cho nó ở đây. Thế là xong, 6 trên 7 vừa đẹp vừa đẹp vừa đẹp vừa đẹp.
Rồi, triệu chứng giảm bớt. Ở cái đời vua William này chúng ta không thể nào mà thống nhất được Anh Pháp được chứ phải đời sau cơ. Có cái Pháp đánh mình luôn à? Cay nhỉ. Chúng ta học được hai skin. Kể cái này nó mình không unlock được cái cướp nên dùng cái này không không lên. Nhưng mà dùng cái này bị stress thì dùng cái này đi. Rồi Pháp chơi mình luôn à. Cay nha. Nó lấy cái bá quốc ở đây thì cũng không cần lắm. Nó lấy cái bá quốc ở đây, một bá quốc nhỏ. Rồi, 40%. À, lại có đồng minh à? Thái mới kêu gọi thêm đồng minh à? 3.000 quân, thế thì mình sẽ tập thêm một chút quân nữa. Mình sẽ tập trung thêm một ít quân nữa. 5.000, thêm 400 lính ở đây nữa đi. Khoảng 4.000 lính. Để đập tan cái bọn này ở đây. Ok, khỏe khỏi ốm. Chạy đâu? Bắt được thằng vua đi cho dứt điểm nào. 60% vẫn chưa bắt được vua nó. Bây giờ phải đối mặt với quân Pháp ở dưới. Thắng trận này với quân Pháp mình được 400 vàng, 300 điểm danh vọng. Nên thắng. Nhưng bây giờ chúng ta bị vướng bọn Na Uy. Bây giờ chúng ta hòa bình trắng với Na Uy, nếu mà thắng Na Uy ấy, chúng ta không được tiền, chúng ta sẽ được 300 điểm danh vọng. Thắng trận với quân Pháp chúng ta được lợi hơn. Nên có lẽ chúng ta sẽ hòa bình với Na Uy đi. Nhưng mà cứ từ từ để xem nó còn quay lại không đã, bởi vì hiện tại là cái điểm này nó sẽ tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ tiến về Normandy. Chúng ta tiến về Normandy. Ai bảo game này cứ đông quân là auto thắng? Nhầm nhé. Quân nó phải là quân gì đông hơn mà toàn nông dân thì cũng không đánh thắng được tinh nhuệ đâu. Năm ngàn quân Pháp có 50 kỵ binh bọc giáp là hết. Mình tập kết hết ở đây là 2.000 quân nữa, thêm 2.000 quân thì tập trung vào đây. Hết quân rồi, 4.000 rồi. Có vẻ nó sẽ đông hơn mình đấy. Mình có 12 knight. Chưa biết thế nào. Đây toàn bộ quân của mình có rồi. Bọn nó chỉ có 7 knight và 50 50 kỵ binh hạng nặng. Tôi nghĩ tôi ăn được. Mình có 12 knight cơ mà. Cộng thêm William là luôn bùng bực thêm về quân sự nữa. Đó, ăn được, ăn được. Ăn được, thoải mái. Trận vừa rồi chúng ta triệt tiêu được 700 cái quân Pháp thôi. 1.300, giết được gấp đôi lính nó. Rồi. Bị bọn Na Uy này nó phá nhỉ. 70% vẫn chưa thắng được.
Tôi cần một đồng minh. Bohemia nằm trong La Mã thần thánh hoặc là Scotland. Scotland, thật ra lúc đầu chúng ta cũng chưa cần thiết phải là nhau với Scotland làm gì. Liên minh với Scotland cũng được. Hoặc là liên minh với Bohemia, Cộng hòa Séc trong này. Bohemia thì quân lực có vẻ ổn. Lấy đi, Bohemia. Rồi, nếu gọi Bohemia đánh nhau với Pháp không mất phí. Không mất phí. Đúng không nhỉ? Như này là không mất phí đúng không? Norway thì cũng chưa thể nào thắng ngay mình. Có vẻ là không mất phí. Gọi xem nào. Đúng rồi, hình như không mất phí đâu. Rồi chúng ta có thêm quân đồng minh giúp đỡ. 93.000. Quân Pháp đang tập hợp 4.000 quân đi quay lại đây để đánh mình. 300 cung thủ. Mình còn bao nhiêu quân để có thể tập hợp 1.000 quân có thể tập hợp ở đây. Không phải. Không được 1.000 là thế nào. Tư 3.500 với 4.000 ăn được không nhỉ? Trận trước với Pháp là 4.000. Nó do trận trước Pháp mình lại đông hơn à? Không phải đông hơn mà là sống sót. Tổng số quân nó đông hơn. Nó đông hơn mình khoảng 700 lính. Mình giết được 1.300. Khnai của mình giết tận 500 người. Địa hình này có phải một địa hình thuộc giáo không? Bình nguyên này không, cung không tác dụng nhiều và cung là địa hình đồi cứ ăn được. Tôi nghĩ ăn được. Nó không dám đánh, nó không dám đánh chứng tỏ là mình ăn được. Có lẽ chúng ta sẽ hòa với Na Uy đi. Đánh với Na Uy thật ra chả được cái mẹ gì. Hòa đi. Chúng ta tập trung vào đánh Pháp. Đội quân đồng minh đến thì chúng ta xử bọn này sau. Không cần phải thế. Thằng con thứ hai lớn cần tiếp một đồng minh nữa. Venancy cũng là một đồng minh khá ổn. Không. Thằng này sát sườn Pháp luôn này. Sát sườn Pháp luôn. Cũng là một đồng minh rất đáng tin cậy. Đây đi. Thực lực quân đội hình như là 2.000 đúng không? 2.600 ngon đấy. Sát sườn Pháp. Kêu gọi chiến tranh 2.000 với năm chấp nhận luôn, mình sẽ không tham gia chiến bởi vì lực lượng của hai đứa là rất là yếu. Thằng này tận 2.000 cơ, kiểu gì nó sẽ thắng thôi. Nên chúng ta cứ chấp nhận bởi vì từ chối chúng ta mất 750 danh vọng, chúng ta thắng thì chúng ta vẫn được danh vọng, tội gì. Cứ chấp nhận thôi. Nhưng mà không cần thiết phải tham gia. Ở đây là 2 tháng. Mình phải xong trước. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên này.
Tốt lắm. Đó, được 149 vàng. Nhưng mà chia cho đôi thì phải, chia đôi cho hai người. Ơ à, mình bắt đầu mình Đan Mạch à? Ồ, cô vợ Đan Mạch như vừa chết rồi. Ở đâu đấy? Quá xa. Ở đây. Đây. Trong La Mã Thần Thánh 1.500. Được. Vẫn thắng thôi. Lại thằng con thứ ba lại lớn. Tha hồ đồng mình. Ờ, lúc nãy có một cái thằng sọc 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 đây, thằng này. Tiếp. Chúng ta cũng phải tích cái điểm danh vọng này. Ờ, thằng này cải đạo sang một đạo khác. Nó không thuộc đất nước của mình nên kệ mẹ nó. Thắng trận này chúng ta sẽ được 400 vàng. Nhưng mà chia, chắc phải chia thằng này một ít. Trong lúc đó chúng ta có thể triệu gọi một ít quân, chơi một ít bộ binh hạng nhẹ và một ít cung thủ. Một xe cầu đá trước mắt thì đã. Pháp toang rồi, không có cửa để thắng mình. À, nãy giờ chưa không để ý nổi loạn. Lôi kéo này. Chấm 5. Tháo 500 vàng. Tổng là 580 mấy vàng, mình chia cho thằng Bomia như là 70 mấy vàng thì phải. Mình lấy 516 thôi. Ok. Rồi, ta như vậy là yên ổn. Vợ có tước quyền của Pháp chưa? Chưa có. Ok, kệ vợ. Sớm muộn thì cô tạm sẽ có thôi. Bây giờ chúng ta tập trung nâng cấp quân đội một chút. Chơi một đạo kỵ binh nữa. Yêu cầu tiền chuộc với nữ vương của Na Uy. Ơ, vua chết rồi à? Eric chết rồi à? Harad chết rồi à? Chắc chết trong trận chiến của mình. 50 vàng, ok. Rồi. Bây giờ chỉ đợi bà vợ có tước quyền của nước Pháp thôi. Nói chung khoảng vài năm nữa bà ta sẽ có. Không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển kinh đô về London để chúng ta tiếp nhận văn hóa của người Anh. Đó. Về London thì đó, chúng ta sẽ tiếp nhận văn hóa Anh. Vì hiện tại chúng ta là văn hóa người Norman. Nên chuyển sang văn hóa Anh. Okay. Đó, qua rồi cái thời mà người Norman coi Frank là quê hương. Chúng tôi sinh ra ở đây, được bao quanh bởi người sắc sông. Normandy sẽ mãi chỉ là một ranh giới mờ ảo bên ngoài bờ biển Britannia mù sương. Đó,
Nước Anh mùa năm. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy tuyến Ikenai đi hành hương. 900 vàng là đến được Jerusalem rồi. Má này, quẩy lên. Nước Anh vĩ đại. England. Đó. Văn hóa là English đang đan xen giữa Anglo-Saxon. Dị giáo. 32% chúng ta tất cả đều đã quân tân này. 32% là hơi thấp. 100 điểm. Nếu mà giết cô ra được 100 điểm. Nếu 68% là trong học thức. 68% trước cũng chả giải quyết gì. Chúng ta sẽ lấy cái này. Giết con dị giáo đi, chúng ta lấy 100 điểm. Đức tin. Vẫn ok hơn. Norman là đất tổ cho đi làm gì? Mình được giữ hai tối đa là hai tước vị mà. Mình giữ gì nhỉ? Essex và Norman. Lại bệnh. À, cái game này cũng rất là quan trọng, đó là William và nữ vương này phải sống trước khi chúng ta chiến đấu nước Pháp, thì hai người này phải sống. Một trong hai người chết là coi như chúng ta fail. Càng đét. Rồi về. Đâu, William là đâu, em nhầm thế nào chứ? William là người đầu tiên mở ra văn hóa Anh ở Pháp ở nước Anh mà. Tức là văn hóa người Norman thì sau người ta đổi thành English. Nó cũng gọi là một loại thể loại về đổi tên thôi. English này nó cũng cải biên từ văn hóa của người Norman thôi, mà nó thực chất nó là người Norman, văn hóa người Norman thôi, nhưng mà nó nếu mà nó để Norman như thế thì không khác gì nó bảo nó vẫn là xương thần với nước Pháp à. Thế nên nó phải đổi ra một nền văn hóa khác chứ. Tên khác đi. Nhưng ruột thì nó vẫn vậy thôi. Chính vì cái việc mà William chiếm nước 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 Anh này ấy, thì sau này ấy, thì người Anh người ta có cớ, người ta bảo rằng là người ta có quyền và có cơ sở để làm vua của Anh và Pháp. Nhưng mà người Pháp thì không đồng ý việc đấy. Người Pháp thì bảo rằng người chỉ có người Pháp mới là vua người Pháp thôi. Để chính cái mâu thuẫn đấy sau này nó dẫn đến cuộc chiến trăm năm, một chiến rất là nổi tiếng sau này. Là cũng từ nguyên 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 do từ cái thời này mà ra. Có thể kết hôn, chúng ta sẽ gả đi, chúng ta sẽ gả con gái đi. Ba Lan. Ok, hoàng tử của Ba Lan. Được. Tôi cần những đồng minh hùng mạnh. Chẳng cần xây đâu. Tạm thôi, nhà này được rồi. Đang tích tiền để chẳng may có đánh nhau. Tha hồ tiền, thả tù nhân. Ho ra máu không chữa trị được rồi. Thậm chí triệu chứng còn tồi tệ hơn. Tôi không nhớ năm bao nhiêu bà vợ này có tước quyền của anh. Chưa mặt cứ up.
Con gái thì chúng ta không cần phải đổi skin làm gì. Để nó ấy này. Up này lên 5 đi. Ok, pháp nó có tước vị của cái bá cục này. Không vấn đề. Bây giờ việc của chúng ta là đợi. Vua Henry vẫn đang, à vua William vẫn đang ốm. No. Chúng ta nên chung thủy với bà vợ này. Ồ, tầm tầm một không được ủng hộ. Gửi 150 vàng. Nên gửi. Chưa chết. Thằng này chưa đẻ con. Nếu mà nó chết thì nó sẽ vào thằng này ở trên này. Thằng này là chưa đẻ con, 24 tuổi, chắc nó cũng sắp đẻ thôi, nên cũng không phải lo lắm. Ok, hình như vợ mình có rồi. À, không phải. Chưa. Chưa. Tiếp tục đợi. Không nhớ năm bao nhiêu nữa. Nó ta tua lên một nấc nữa. Thêm một đơn vị lính bọc giáp nữa. 600. Lại bệnh. Mạng kem này. Lắm bệnh đấy. Chữa được đi. Rồi tốt. Điều con gái này nhiều khả năng sẽ chết sớm này. Không chữa được bệnh. 5.4. Cái này kiểu như là luyện tập quân sự thì dựa theo kinh nghiệm của mình đó. Nếu hoàn thành cái khóa này chúng ta sẽ được một điểm rồi quân sự, và cái mid logistics này nó sẽ được cộng cái búp này trong vòng 10 năm. Nói chung cũng không quan trọng lắm. Mắc cái trọng tâm chiến lược này là đánh đầu thắng đó mà. 20 vàng. 10 vàng. Chẳng tội gì mà không tuyển. 10 vàng. Thêm một đơn vị lính giáo nữa đi. Đấy, cho nó full. Rồi, bọn Pháp mình cứ đợi đấy. Chỉ còn con mụ vợ nó có thôi. Bộ nào nó cho thế em. Đâu nó đang ốm đấy, không phải nó phèn đâu. Nó đang ốm nên nó mặc cái bộ này. Đấy. Nó khỏe lại thì nó mới mặc lại hoàng bào ấy mà. Nhưng thật ra ngày xưa ở Trung Cổ không không có hoàng bào đâu, nó mặc đồ, nó kiểu mặc đồ thế, đồ may của hoàng gia thôi chứ nó không có hoàng bào. Mất 55 vàng, thật sự nó cũng không cần. Cái này trừ cũng được. Hertfordshire là ở đâu? Trừ có một điểm mà. Ok, trừ đi. Mình cũng không quan trọng cái này. Cho nó trừ. Chúng ta lấy tiền. Nó có thể nói chuyện với nó được. Chúng ta có 1.000 đấy, 200 điểm mà. Cứ tận dụng tiền của tờ giáo hoàng. Tầm này vay thì hơi nhiều.
Có chưa, xong vẫn chưa có. Khả năng tiếp tế thêm 200%. Được. Khá quan trọng. Về cơ bản là cái nhánh đấy là chúng ta áp mắc, lúc nào cũng áp mắc mà, nên gần như cũng chẳng cần phải đọc đâu. Rồi chúng ta sẽ lôi kéo ông tổng giám mục đi để chúng ta tăng tiền bên dưới hoạn quân lên. Con gái đằng nào chúng ta cũng gả nên chúng ta không cần phải nắn skin cho nó làm gì, để thêm stress làm gì, không cần thiết. Cái này thì chọn bừa thôi. Hên xui chúng ta sẽ tăng được 10 thiện cảm với ông này. Không tăng, fuck. Chưa có. Sao thằng này lại bị mất sang bên đấy ra? Ba Lan. Ok, tham gia. Nó tới thắng thôi, chúng ta chẳng cần phải đánh đâu. 3.000 quân với 1.000 quân, tôi nghĩ nó sẽ thắng thôi. Cải đạo làm gì em, cải đạo phiền lắm. Mà làm sao mà đã cải được? Làm gì đã đủ 4.000 điểm đức tin cơ mà. Thêm một cái búp này 50% rồi, thế là chúng ta thắng trận này là chúng ta được cái gì? Thêm một ít điểm danh vọng thôi cũng được, không cần thiết phải tham gia. 600 quân. Pháp có bao nhiêu quân? 5.000 quân, bộ binh hạng nhẹ và bộ binh bọc giáp, kỵ binh bọc giáp 150. Rồi tiếp tục. Chúng ta cần thêm một đồng minh nữa. Umea có rồi. Thằng này là một quốc gia ngay gần đây, khá ổn áp. Tuyệt vời. Chúng ta lôi kéo rất nhiều đồng minh từ La Mã thần thánh. Not yet. Trong lúc rảnh chúng ta có thể lấy tước quyền ở xứ Wales, thống nhất xứ Wales cũng được, hoặc là thống nhất Brittany này, Brittany này 46%, thắng chắc rồi. Từ từ nó phải tích, phải tính tiền đó. Hiện tại là nếu mà cái này là lúc mình triệu tập hết là nó sẽ âm bao nhiêu đây? Nếu mà chưa tập hết là mình sẽ bị âm 37 rồi. Mình không nên up tiếp. Mình có dương có 8 thôi, mà bây giờ nếu mà mình triệu tập quân đội này nó sẽ, nếu mà mình không chọn lính nông dân thì nó sẽ âm khoảng 28.
Nó sẽ thêm một ít lý nhân dân nữa, thêm âm âm 30 cũng khá là nhiều đấy. Nên về từ từ đã, để thế thôi. Gần này quân thì tôi nghĩ là bọn Frank không đủ sửa ấy. Căn bản là người lãnh đạo lại là một bậc thầy về quân sự nên chẳng xoắn. Vừa có. Đừng nói với tôi là con vợ nó không, nó lên giở trứng, nó không có tước vị của Pháp nhé. Đánh đi mà đánh toàn mã chiến thắng đi. Có 200 quân mà không đánh nốt đi cái thằng Ba Lan này. Ba Lan đang đánh nhau ra đây. Ui, đánh nhau nhiều nước lắm. Berlin này. Một nghìn hai. Nhớ từ trước mất bảy. Thằng này ở đâu đấy? Ở trong này. Chiến tranh tự do. Thắng chúng ta chả được cái mẹ gì. 1.200, 1.500, nhiều khả năng thằng này sẽ thua. Từ chối đi. Thôi không ta. Rồi lần này một phát hết bệnh luôn. Cái việc kết hết đồng minh thành ra bị đánh hơi nhiều. Rồi đánh nhau chiếm một cái bá quốc nhỏ ở giữa nước Pháp này. 5.000 với 2.000. Chưa có. Sao con mụ vợ nó vẫn chưa có nhỉ? Nếu đánh bây giờ chỉ lấy được một mẫu nhỏ với 350 điểm là thực sự là tôi không cần. Tôi không cần. Bọn này đừng có đánh nhau với Pháp nữa. Cố vấn thằng này sẽ dạy mình thêm một skill, chắc là skill này. Ok, mình muốn học thằng này, nó muốn làm cố vấn để dạy mình skill. Ok, chẳng vấn đề gì. Rồi Ba Lan đang thắng thế rồi, chúng ta cứ ngồi hưởng thôi. Kệ cho nó đánh nhau, không cần phải dây vào làm gì. Đầu game có mấy nước to là sao em? Chưa cố, chưa cố. Tại sao lại chưa cố?
mất 75 điểm để cái chỗ Ba Quốc này nó phát triển tăng thêm trong vòng 20 năm, 5 năm. Và tăng thêm 20 điểm tình cảm rồi. Ờ, thấy cái này đi. Mất có 75 điểm. Không vấn đề gì. Rồi, thắng. Có. À, cô bé này tương vị của Blue Guinea thì quá mạnh. Đánh với La Mã Thành lúc này thì La Mã Thành có 5.000 quân rồi. Nhưng mà đồng minh với Hungary 3.000 cũng phải gần 1 vạn đấy. Thôi, cho cháu gái lượn đi. Rồi ơi, game này con vợ nó lại không có à? Tôi chơi khoảng 10 game thì cả 10 game đều có mà sao game này lúc stream lên nó lại không có nhỉ? Con này nó đang đi gây sự với các vị tướng của mình. Học được skin đó, học được cái phong thủ bất khuất này của thằng đấy cũng được. Cho lấy tướng trong chiều lên thì em đang cần đồng minh bên ngoài, đang cần đồng minh bên ngoài chứ. Đó thì chúng ta cần một loạt đồng minh này này để chúng ta đánh Pháp mà đợi mãi chưa có tước vị của Pháp, trời ơi. Mà đặt quyền một phát xem nào, 750 điểm. Tổng thám mục tay thơm đấy, lấy được cả chỗ này luôn này. 5.000 quân, cái thằng để rách này có 5.000 quân đấy. Đang đồng minh với Northum thì không có rồi. Thằng này ở đâu? Thằng này có 900, yếu 3.000 quân, thằng này chơi được. Trong lúc đợi chờ chúng ta đi quẩy thằng này đi. Rồi. Đánh sư win. Chưa gì âm 7 rồi. Chưa có mình bắn đá đâu. Không có là hơi mệt đấy. Không hiểu sao không có nhỉ. Này là hơi lâu rồi đấy. Bình thường đến tầm này là phải có rồi. Chuyện nó sẽ rách, trừ ai? Trừ ai là rách? Mấy đang tướng của mình nhá. Bohemia đánh nhau với Hungary.
cơ nên từ chối nữa, nó cứ bị tụt tình vọng chấp nhận rồi. Tôi nghĩ là Bohemia sẽ thắng. Của Vũ vậy. 4.000 quân Hungary chỉ có 3.000. Chẳng lẽ lại thua? Chắc không. Không có. Chết mẹ rồi, vua 54 tuổi rồi. Tầm này mà không có là bắn căng. Căng đét đèn đẹt thì chỉ đùa đâu. Thằng nào nhiều quân ở đây chúng ta cho nó làm công tước ở đây. Mỗi thằng này 300 quân. Cho làm công tước ở đây. Toàn không quân nữa chưa. Nó đồng minh với Krastia nhưng mà thằng này cũng đồng minh với thằng này là 5.000. Bohemia 4.000, 6.000 rồi, 6 gần 7.000 rồi. Bọn này đâu đó nó sẽ khoảng 7.000. Thế cũng xem nhau đấy. Trận chiến ở Bohemia là cân đấy. Nhưng mà đánh, nếu mà đánh phủ đầu được bọn Hungary là sẽ được này. Bọn này đang tụ tập ở trong vườn và nói xấu hoàng tử Robert của mình. Chúng ta sẽ đến gần để xem bọn nó nói cái gì. Là mưu giết người hoàng tử của mình. Là mưu giết người gì đó. Nhưng mà sao hoàng tử lại không bị phát hiện? Hình như mình gắn được luôn thì phải. Và kẻ cứu viện đi kìa. U rồi ông này còn đi vòng nữa mẹ. Rồi, thế đã ăn được quân Hungary lúc đầu rồi. Ăn được quân Hungary đoạn đầu này là thắng. Thế là không phải lo. Quân Hungary, là còn thêm quân ở đây nữa này. Úi giời, đồng minh nhiều đấy. Bọn này thua chắc rồi, chúng ta không cần phải tiếp viện đâu. Beautiful. Chưa có. Méo hiểu, tại sao lại không có? Tôi chọn mời kẻ đoạt quyền cho nhỉ. Mời cho nó 50% thắng trận này chúng ta được cái gì? Được danh vọng rồi. Mình đang thấy thằng này kiểu như đang huấn luyện quân đội và mình sẽ tới để chỉ dạy nó hoặc là động viên nó. Nghiên cứu tử thi trong vòng 5 năm. Trận Hungary tôi nghĩ thắng rồi. Đen nhỉ. Game này bà này lại không có tước vị của Pháp. Không hiểu. Chúng ta có lẽ lấy cái này đi. Thêm 10 kinh sợ nữa để trị vì cho nó. Cho bọn nó biết sợ là gì. Nếu bà vợ này không được thì phải đánh nhỏ lẻ. Mà đánh nhỏ lẻ như thế thì khá là lâu. Shit.
Bắt đầu theo đạo ấy của mình mà. Bắt đầu theo đạo này của mình mà. Lại dăm dăm với thằng nào rồi? Con với chả cái. Trời ơi, dăm dăm với cái thằng nào đây? Chán chúng mày lắm. Thắng rồi, thắng toét toét rồi, hình như có rồi. Được đấy, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, có rồi. Nhìn đâu mà nhanh thế? Có rồi có rồi có rồi có rồi có rồi, mình chết mẹ rồi, lại tiêu có điểm đi. Bây giờ chúng ta phải thử phải mua một ít tước vị vậy. Có rồi, có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Không hiểu sao bà này lại có luôn. Cái này tôi không hiểu luôn. Đây là game là cho nhưng mà tôi không hiểu sao bà này lại có. Mình ngồi mình nghiên cứu mãi mà cũng không thể hiểu được bà này. Tự nhiên bà này có luôn. À, chúng sẽ vào thêm một cái tước vị nữa. Đây. Cho nó vàng. 200 vàng này tôi nghĩ là đủ để đánh nước Pháp rồi. Rồi 900 điểm danh vọng. Ok, chúng ta sẽ quẩy con này ở đây. Quỳ xuống mấy thằng Pháp này. Với cái việc bà vợ làm vua của nước Pháp ấy thì mình vẫn không thể kiểm soát được mà chỉ là được con thôi. Cái người thừa kế sau này là Robert sẽ là người thừa kế cả hai ngai vàng, chứ đời này chiếm xong thì vẫn là hai quốc gia tách biệt thôi. Rồi chúng ta sẽ tuyên bố chiến tranh. Và chúng ta sẽ tìm một đồng minh nào mạnh mạnh một chút. Chúng ta cũng không có nhiều điểm. Bohemia đang đánh nhau với Hungary. Bohemia một đồng minh cũng khá là mạnh. Ba Lan 1.700. Thằng này đang đánh nhau với thằng này. 200. Thật ra thì một mình cũng xử được thằng Pháp thôi, cũng chẳng cần bọn nó. Nhưng mà có thì cũng hơn không, mỗi thằng này đang rảnh thôi. Thằng này là à không, nhưng mà thằng này ở nước Pháp rồi, quên mất. Thế thì thằng này đang không đánh ai. 1.400 cũng được, giúp 150 điểm. 1.400 cũng được, của ít lòng nhiều. Rồi quỳ xuống thằng Pháp, boost cu cả dòng họ của tao. Chuộc tiền phát nhỉ, lấy ít tiền tiêu. Tăng quan điểm với ai đây? À, vua Philip tăng cái con, tăng cái con, tăng cái con đấy. Tập kết hết rồi. Nó biết sức mạnh à. Xuống Paris luôn này, không bị âm tiền, không bị âm đầu lông mà đánh nhau chó này. Chiếm Paris trong vòng 2 tháng, nó chiếm lên trong vòng bao nhiêu? 7 tháng, 15 tháng, ui xồi, nhưng mà chết rồi. Toang rồi. Toang rồi bạn ơi. Toang rồi. Bà vợ không phải là công con của công chúa Pháp. Bà vợ là con của công tước hay là nữ công tước thì thôi, chứ không phải công chúa Pháp. Tôi nhớ tôi đọc không nhầm gì là thế. Bởi vì nếu mà là bà vợ là con công chúa Pháp thì
chưa cần biết nên đọc nhanh, nhưng mà trong trong này thì chúng ta rõ ràng là chúng ta không thấy rằng à không, bà này là con của vua Pháp đấy. Bà này là con của vua Pháp, nhưng mà không hiểu lắm nhé, bởi vì cái lúc mà bắt đầu kê ấy là vua Philip đã lên vua ngôi vua rồi mà bà vợ vẫn chưa có tước quyền của Pháp, đúng không? Bởi vì lúc chúng ta chơi đã là vua Philip đã là lên ngai rồi, nhưng mà bà vợ lúc đấy vẫn chưa có tước vị của Pháp. Mà không hiểu sao lúc chúng ta chiếm được đảo Anh một lúc thời gian sau chúng ta đã có tước vị của Pháp, không biết là thừa của ai. Chết cũng đi. Em đọc sử thì mấy ông vua sau William vẫn xưng thần với Pháp. Đúng rồi. Tức là sau, William chiếm được Anh ấy, nhưng mà trên danh nghĩa giấy tờ ấy, ông vẫn phải xưng thần với Pháp, nhưng mà đấy chỉ trên danh nghĩa giấy tờ thôi. Còn thực tế thì không phải thế. Và cái văn hóa của người Normandy, người ta du nhập vào Anh đến tận thế kỷ thứ 14-15 ấy, các nhà quý tộc và vương và kiểu vương công đại thần nó vẫn nói tiếng Pháp trong hoàng gia Anh, mà vẫn là ngôn ngữ Pháp, vẫn là ngôn ngữ phổ biến. Mãi sau này cái thời vua Henry V, thì ông mới phổ cập tiếng Anh ở trong triều đình. Con hoang à? Con hoang thì cho cái tên Ela. Chiếm lại Pháp trong 5 tháng. Bọn này không có vui công thành rồi. Bọn nó công trọng hơn mình. Thằng này vương quốc Scotland có tước vị của bá quốc, cái mẹ họ không quan tâm. William là con rể vua Pháp. Các bà này là công chúa của nước Pháp à? À đúng rồi, công chúa nước Pháp. Thì từ những tôi xem ra phải, tôi bắt đầu tôi loạn não rồi. Quốc vương Robert này. Cháu. Đúng rồi, mẹ của Matilda là Adele là con gái thứ 3 của vua Robert II của Pháp. Bà chết năm bao nhiêu? Bà chết năm 1000. Ui, bà này bao nhiêu tuổi đấy? 73 tuổi. Bà chết năm 1082. À, tức là bắt đầu game năm 1066. À, tức là bà này phải chết. Lúc đầu là, đúng rồi, bà này vừa chết được một năm trước. Bây giờ năm 1983. Bà này chết năm 1082. Thì khi bà này chết thì cái tước vị của nước Pháp được truyền cho con gái. Như vậy là những cái người ở dưới này chắc chắn sẽ có tước quyền của nước Pháp à? Đúng rồi. Tất cả người con của bà ta đều có quốc quyền của nước Pháp. À, ok, hiểu. Ông này thì chết rồi không tính, ông này là có này. Như vậy là cháu gái của vương Robert. Cái này bây giờ tôi biết, tôi cứ tưởng là qua đời thứ 3 là nó sẽ mất tước vị, mà qua đời thứ 3 nó vẫn còn nhỉ. Bình thường là sau khi kế vị là tước quyền strong này, cộng này. À đúng rồi. Tước quyền trừ xong rồi mới mất. Tức là sau bà này thì mới là mất này. Tức là sau cái bà Matilda này mà con không được giữ tước vị của Pháp thì sẽ mất tước vị. Bà này sẽ là strong này, bà này sẽ là weak này. Xong rồi cuối cùng là mất, đúng rồi, đến đời thứ 3. Đấy, đời thứ 3 là đời sau này. Ok. Hiểu. Người quyền thừa kế, ông nào mà tìm hiểu về cái kiểu thừa kế ngày xưa của Pháp thì của châu Âu thì loạn não, nó không như kiểu bọn châu Á. Bọn châu Á là mẹ cứ mẹ con trai mà thừa, bọn châu Âu mẹ nó lằng nhằng lắm. Rồi. Không, tôi hiểu rồi, đây tôi giải thích lại cho các ông nhá. Cái bà này này
là cháu gái của vua Robert II, là quốc vương của Pháp. Đây là tờ. Để tôi... Rồi, ra phạt nước Pháp rồi. Đây, Robert II đây nhá. Tức là trong game này ấy, trong game này thì chúng ta có cái tước vị strong và tước tước vị weak, tức là tước vị mạnh và tước vị yếu, tước quyền ấy. Thì cái tước quyền mạnh nó sẽ được truyền cho người con. Tức là ông này là vua đúng không? Thì ông này có sẵn vương quyền của Pháp rồi. Khi ông chết đi ấy, thì cả bốn người con đều có cái vương quyền tước vị mạnh của Pháp. Nhưng mà đến đời cháu thì cái tước quyền này nó sẽ yếu, nó sẽ là weak. Yếu đi, và đến đời chít mà không mà đời trước ấy là cái đời weak này mà không chiếm được vương vị nước Pháp thì đến đời cháu là sẽ mất. Thì Mathilder này là cháu của vua Robert II, lúc này là có tước quyền weak đấy, có dấu trừ. Dấu yếu này này, đấy nó sẽ là tước quyền yếu sẽ yếu chứ không phải một yếu sẽ strong. Yếu strong là sẽ dấu cộng. Yếu trừ, sau đời của Mathilder mà không chiếm được Pháp là sẽ mất. Đấy, chiếm được rồi thì bây giờ đến đời con thì nó sẽ là strong tiếp. Đó, đời con nó sẽ được thừa hưởng này, cả Anh và Pháp này. Ngon chưa? Đời sau nó sẽ là bất ngờ, thật là tuyệt vời. Nói chung là cái kiểu mà phân chia của bọn châu Âu mà nó lằng nhằng lắm. Căn bản là lúc đầu mình lại đi tra cái gia phả của bà này. Mình tra cái gia phả của bà này. Thành ra là mình không nhìn thấy, mình cái tưởng bà này không liên quan gì ở đây. Mình bảo quái lạ, có liên quan gì với nước Pháp đâu. Rồi, bây giờ thì biết rồi. Do bà mẹ chết nên truyền lại tước vị yếu cho. Rồi bây giờ chỉ việc đợi hai ông bà này chết thôi. Thì chúng ta sẽ có liên hiệp Anh Pháp. Ồ! À không. Bà này có tước vị của Castile này. À, bà này chính là... Bà này chính là bà chị cả đúng không? Không phải. Nhưng mà bà này có tước quyền của ba vương quốc này. Ok, thắng. Thắng Hungary. Nhưng mà chúng ta đang là vương... tước vị của vương quyền... vương quốc. Thành ra là... Ủa, tôi... Thằng này mắc bệnh gì đấy? Dịch hạch. Đi con này đi. Tôi đuổi mày đi rồi với con này hỏi lắm thế. Rồi bây giờ chỉ cần bây giờ các ông bà chết được rồi. Các ông bà ra đi được rồi. À đúng rồi. Giúp như nào nhỉ? Đây là chiến tranh gì? Bà quốc mắc con. Như tôi vừa escape cái đoạn giúp nó hay sao ấy. Ôi thôi chết mẹ rồi. Vợ nó chết. Ui dồi. Không sao, nếu mà thằng này chết thì cũng được. Thằng này chết.
Thằng chết mẹ rồi. Thế thì ngai vàng robot 4 tuổi là ai đấy? À, cháu 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 cháu, từ từ nhá, bắt đầu nó không suôn sẻ theo cái mình rồi. Cháu này rồi đến thằng Richard, rồi mới đến William 2. Phát thì sao? Phạm thế. Ok, sẽ vẫn theo thứ tự giống nhau. Chỉ cần bị lệch thôi là chúng ta toang. Thật ra bây giờ chúng ta đang cần. Chúng ta đang cần William chết. Cái thứ tự chết bây giờ tôi đang cần William chết trước. Xong rồi đến bà vợ là đẹp. À nhưng mà từ từ từ, nếu mà như thế bà vợ sẽ lấy thằng chồng khác thì sao? Tôi đang tưởng tượng nếu mà tôi chết trước, bà vợ lấy một thằng chồng khác. Xong rồi đẻ con thì như nào? Thì lúc đấy thừa kế là sẽ như nào nhỉ? Càng nhá, càng nhá, càng nhá. Chết mẹ rồi. Hoàng tử Richard, hoàng tử Richard, ok. Chết vừa thôi chúng mày. Từ từ để tôi xem nó. Chưa cần phải ám sát bởi vì hiện tại là thừa kế vẫn đang theo form của mình. Mẹ nó chết liên lúc hai thằng thừa kế. Đang bị thừa thành. Hai thành ở đây cho ai bây giờ? Cho con rể không cho được, cho con gái không cho được. Tại sao lại không cho được? Số ra toàn lũ tàn tật thế này. Sao lại không cho được? Đi cho cái nai vậy. Đó, chồng là vua nước Pháp, à vua nước Anh, vợ là vua nước Pháp, quá là kinh khủng khiếp. Quan điểm xã hội, thôi để tránh nội loạn thì chúng ta lấy cái này, thì mất 100 vàng cũng được, chả sao cả, không vấn đề gì hết. Thằng này là có tước vị ở đâu đấy? Rồi xa thế. Bà này tước vị ngon quá là, nhưng mà mình đang cấp vương quốc, mình giúp nó cũng chả được cái mẹ gì. Mình không giúp nó. Mỗi ít cần ai thôi này. Cố gắng tự sát, ghé thăm nhà thổ. Ghé thăm nhà thổ á? Chơi gái thôi dễ mắc bệnh giang mài lắm mẹ. Tuổi cao sức yếu rồi vẫn cảm thấy ổn. Richard cũng đáng ốm. Ui rồi còn không có con, cái đủ mẹ. Really? Nổi loạn. Ui rồi 4.000 quân cơ, chấp nhận. Rồi đánh nhau với thằng nào? Thằng nào đánh vợ tao? Mẹ chó này. Thằng nào dám đánh vợ tao? Vợ có bao nhiêu quần?
2.000 quân. Chán sống nữa. 3.000 quân bọn này chắc. Ai à? Cũng gì mà này nọ đấy. Cứ gọi hết quân ra đi. Đây là chiến tranh. À, bọn này định định lấy vương quốc Pháp mà không được. Không được, không được, không được, không được. Tuyệt đối là không được. Cái đéo gì đây? Chúng mày muốn tự do à? Kiếp sau đi. Tuyệt đối không được. Như là muốn trả tự do cho ai đó nhưng mình không đồng ý. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tự nhiên cái game này mẹ, bình thường tôi chơi nó nuột lắm. Nếu hiểu livestream mẹ nó tự nhiên lắm vấn đề vãi. Tự nhiên lại lòi ra mấy cái vụ vớ vẩn này. Thằng Ba Lan này muốn đánh nhau à? Sao nào? 1.000 với 3.000, được. Anh sẽ đứng ngoài cổ vũ. Lại nữa. Chiến tranh giành độc lập. Ủa, vợ ơi là vợ. Điều hành Pháp kiểu gì đây? Ui dồi, chiến tranh tự do. Thôi thôi thôi, từ chối, từ chối, từ chối. Đúng rồi. Muốn yên ổn cũng đéo xong. Thằng nào là thằng chủ đây? Thằng cơ tròn tròn. À, vợ tôi vừa bị nhốt à? Sao tôi không thấy cái... Hay mình không để ý nhỉ? Sao mình không thấy có lồng giam nhỉ? Nói chung với đạo quân này thì bọn này... Bọn này sẽ... Còn mẹ dám đánh vợ tao. Dám đánh vợ ai? Mấy thằng buồn con. Năm năm vàng. 10 quan điểm về nữ công tước. Đều là các công tước cả. Lấy cái này đi. Tăng thêm quan điểm. Chết mà. Quân Pháp hình như chắc cũng không còn. William còn đang ốm yếu quá chứ. Cái thằng nổi dậy là cái thằng nào? Ơ con mẹ. Láo nhỉ. Chuyển được thằng tướng. À không, chết thế là được. Chết thế được, chết thế được. Ơ cần mẹ là có nổi dậy nông dân ở đâu đấy. Fuck. Chết thế này được.
Chết thế này được không sao? Bà vợ ấy chết trận rồi. Không nhầm mà chết trận. Con mẹ vợ mình tài giỏi thế mà nó dám chém chết ở trên chiến trường à? Chó này. Đủ khốn nạn vợ mình đâu rồi? Chết vì lý do gì? À không, chết vì bị ông ơi, chết vì bị thương. Bọn chó chúng mày. Chiến dám chém bà già mình, à nó chém vợ mình ở trên chiến trường nhưng mà con chó này nữa. Khốn nạn. Chém chết vợ mình rồi. Khốn nạn. Mình biết tao thương yêu vợ tao như nào không hả? Mấy thằng chó chúng mày. Đâu rồi? Cái chiến tranh. Đây là cái chiến tranh với vương quốc này đây. Còn nó mày. Giết chúng mọi. Đây, thằng chủ mưu rồi. Thằng chủ mưu rồi. Giết nó. Chúng ta cần William khỏe mạnh thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang trọng tâm y học để tăng ít sức khỏe cho ông ta. Tôi cần ông ta khỏe thêm một chút nữa để vượt qua cái tai ương này, bởi vì đời con cháu thì ông ta đang là một bậc thầy về chiến tranh, ông ta không nên chết ở trong lúc đã loạn lạc như này. Mẹ, người vợ Tần Tảo, người vợ dám chém chết vợ mình. Mẹ, chó này, thù này. Tao thề là tao sẽ không đi nhà thổ nữa từ giờ đến cuối đời, để tao tỏ lòng thương tiếc đến vợ tao. Tao sẽ không đi nhà thổ nữa, không đi nữa, nhất định không đi nữa. Không đi chơi gái nữa. Thề. Thề trước vong linh của bà vợ. Anh sẽ không đi chơi gái nữa. Đó đến cái thằng miền Nam này. Mà chúng mày. Giết hết bọn này. À mà chạy. Chó này chạy tổ lái thế nhỉ? Tổ lái này. Con mà. Nào nào nào. Chưa để thắng đây. Giật ca mình. Tách quân rồi. Cho em xin ít vàng. Cái gì nhỉ? Thằng này giúp ta đánh, giúp 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 đánh hộ thằng nông dân gái mẹ chứ, mấy thằng nông dân cày quá. Còn thằng nào nữa? Ba Lan. Ba Lan còn đang đánh nhau với Hungary. Chó nông dân. Nó chiếm London rồi. Sao nó có tận 4.000 quân nông dân ở đây? Bọn này là chiến tranh giành độc lập không được. Như thế mình mất mất, mất đất. À, bây giờ mình mang quân về London trước nhỉ?
Thằng này có 2.800. Chắc là ăn được nông dân đấy. Nông dân toàn lính cùi rồi. Là giúp anh thằng cái nhá. Thằng em. Thằng kia thằng em trước nhá. Để anh xử mấy cái thằng nổi loạn ở miền Nam nước Pháp này, cái mẹ chó này. Game này có mốt nào ảnh hưởng đến gameplay không anh? Đa phần mốt trên workshop là không ảnh hưởng đến gameplay em. Gần như là không ảnh hưởng gì. À, chúng ta sẽ chui ra dưới này. Ôi hồi. Tạm thời đừng chết vội nhá. Mang quân đến đi. Đâu rồi? Đi lên trên, mà đi theo ta làm cái gì? Mà... thua cái này thì được cái gì? Ui, ui, không được, được. Có lẽ tôi phải rút về một chút đã. Để xong chiến cái này mình rút về. Tôi nghĩ là nước Pháp đủ ăn được bọn nó rồi. Nãy giờ mình không để ý cái nghiên cứu nhá. Cái nào nhỉ? Đây, cái này giới hạn lãnh thổ thêm cộng 1 này, rất cần lúc mình lúc đầu. Rồi, nước Pháp có vẻ tự lo được rồi. Chúng ta lên đây dẹp cái thằng nông dân láo quá. Bây giờ đi theo làm cái gì? Mãi cái thằng hại. Thắng rồi, 98% là chắc không thua ở đâu. Đừng nói lại thua nhé. Cận kề cái chết. Tôi sắp sửa ra đi rồi anh em ơi. Tôi sắp sửa ra đi rồi. Cận kề cái chết rồi. Thằng này như cũng đang ốm. À không, có người nuôi dõi rồi. Công chúa Isabel. Mình có thể tạo vương quốc xứ quên. Từ từ. Cái này bị chia sự quên à? Thằng này được tước vị của sự quên. Không sao. Đời sau chúng ta dẹp loạn sau. Một người đàn ông già cả, anh ấy sống một cuộc đời viên mãn và lâu dài. Cuộc với Richard lên ngôi là một đàn ông nhàn rỗi. Nhiều người lo sợ rằng sẽ không có gì xảy ra. Kỳ ra chi thống trị, Richard thống trị. Rồi. Chúng ta có tước vị của cả Anh và Pháp đúng không? Sứ Wayne bị chia cho thằng em. Đúng vậy. Đó, với việc chiếm cả Anh... với cả việc chiếu Anh và Pháp thì cái logo của chúng ta bây giờ sẽ là logo liên hiệp giữa Anh và Pháp. Đó. Rồi đến lúc bây giờ... bây giờ ta xử một con chó chúng này. Cay thật, nổi loạn, như danh. Công tước này.
Công tước. Công chúa. Chín chín phần trăm rồi. Đợi mấy giây nó thắng. Rồi. Đó. Rồi xứ quên là mất vào tay thằng em này, thằng em là 1.800 đúng không? Chúng ta như có bác sĩ trong tòa rồi. Để tìm xem có. Đây có luôn này, từ từ xem trong này có không. Tôi nhớ là chưa chết. Bao tiền? 35. Ờ, cũng được. Bổ nhiệm là bác sĩ. Đã đoán rồi. Trọng tâm của sự giàu có đi. Tôi cần phải hồi lại tiền. Và bây giờ chúng ta đau ốm. Rồi, tăng thêm một chút. Chúng ta đang bị này, chúng ta tổ chức một phát bữa tiệc. Giảm stress cái. Đánh nhau nhiều stress vãi. Vì nhà trong lịch sử có một cái đế quốc gì nhỉ? Để tôi tìm. À. Cái gì mà có một cái đế quốc này của Anh mà là Avenia này, hay là cái gì nhỉ? Avenia hay là cái đéo gì? Đế quốc gì các ông nhỉ? Tán rồi. Là tán rồi chứ. Ơ, sao nó không hiện ở cái dòng chữ ở đây? Đế quốc gì ấy nhỉ? Thì tôi tìm lại cái tên đế quốc đấy, tôi đổi lại. Đế quốc đây. Đây này. Ở trong lịch sử có một đế quốc có một lãnh thổ rất là rộng này, nó trải dài, nó ảnh hưởng nước Anh này, ảnh hưởng tới Scotland một nửa, Ireland và một và xứ Wales này, và chiếm được một nửa nước Pháp này. Thời kỳ này thì nó ngắn thôi, nó tồn tại trong qua ba đời vua thôi. Đời Henry II, Richard và John này. Kết thúc ở đây, nó 4 đời vua. Đó. Nên chúng ta sẽ lấy tên quốc gia của chúng ta là đế quốc này. Nó gần được chiếm được Pháp thôi chứ không chiếm được Pháp. Đó, chúng ta sẽ lấy đế quốc đấy. Đặt cho tên của chúng ta. Ok. Ok. Đó, để tôi tiệc tường xong rồi tôi xử cái thằng này, thằng em mình đúng không nhỉ? Thằng này thằng em hay thằng anh? Thằng 32 tuổi. Ờ, thằng em mình. Thằng em. Tăng thêm thiện cảm với con này đi. Ui, chúng ta bắt được nhiều thế. Thằng nào đây?
Một thằng vô danh nào đó, một thằng bá tước ở đâu đó. Thành thị trường. Chúng ta không cần làm bạn với những cái thằng này, tăng quan điểm là đủ. Nhà Anju, như thật ra nhà Anju của Pháp nhưng mà nó thuộc bên Anh chứ. Trên đất Pháp thôi, nó xuất thiết phát từ Pháp thôi nhưng mà nó theo thể chế chính trị của Anh mà. Nó theo kiểu như là bên Anh chứ không phải bên Pháp đâu. Mặc dù nó trên đất Pháp. Mới cần ai được khỏi bệnh đấy nhỉ. Được khỏi bệnh ạ. Bạn ồ bắt được rất nhiều tù binh. Làm chú đi săn à? Thằng này có bị lazy à? Đúng rồi. Nó bị lazy, thảo nào nó có bị tụt stress. Lazy mà đi săn là không bị giảm stress. Còn mọn. Tôi thuê ai đâu? À chắc bọn Pháp thuê à? Bọn Pháp thuê lính đánh thuê à? Tự hỏi quái mình có thuê lính đánh thuê đâu. Rồi xử thằng cu em. Đang đồng minh à? Shit. Giả ta sư quên đây. Giết nó. Giả anh mày chứ quên đây. Giáo hoàng lại dỗi rồi. Gửi quà tặng hết bao tiền. 150 chưa lên được. Rồi từ từ kệ nó. Giả anh mày chứ quên đây thằng nhóc. Bao tiền? 127 cả thế. 137. 165. 56 này. 56 à. Từ từ đã. 75 này. Xem thằng nào rẻ thì chúng ta chơi. 68 và 75. Thế thằng này là được bao nhiêu? 67. Thằng này là 75 và 90. Thêm một phát nữa. 90 âm rồi, lấy thằng này 165 đã thế. 75 tiếp này. Rồi. Không có nổi loạn đâu, mình bắt hết rồi. Gần như mình bắt hết bọn nổi loạn trong này rồi. Thằng nào muốn ra tù phải đưa tiền đi. Vợ lại còn đang làm quan ở đâu ấy. Thằng này là ai? Công tước của dưới này. Thả thằng này. Từ chối. Chưa thả mấy thằng công tước này vội. Giữ nó trong tủ đã. Để cho yên ổn đã. Mấy thằng thị trường này thì giả được này. Mấy thằng này bá quốc vớ vẩn này thì cho đi. Tạm thế đã. Để tránh nha, nổi loạn. Hoàng tử. Nope. Hoàng này Philip, thằng hoàng tử Philip của Pháp này. Cứ giữ nó trong tủ đã. Con gái của nó. Thả được thằng này. Chiến tranh vợ mình.
nhau. Chiếm lại mấy mảnh đất cũ đi anh. Mảnh nào cũ? Mảnh này á, mấy mảnh này á. Từ từ đã. Mảnh này nó nằm trong địa phận của La Mã Thần Thánh. Đánh La Mã Thần Thánh bây giờ hơi hơi quá sức. Hơi quá sức mình. Giúp con vợ đã. Cái game này lắm việc phải làm vậy. Này chúng ta lấy cái này để lấy tiền đã. Đang thọt tiền quá. Có mấy bắn đá đây không? Mấy tháng rồi chưa có clip của anh. Thế à? Thì bây giờ coi. Thằng này lâu khỏi bệnh thế. Thì đấy, bà vợ nó không ở nhà đây. William. Sự William được. Theo tên ông nội. Giết 92% thành công. Rồi bà xin đi. Chết rồi. Thế là mất đồng minh rồi. Chúng ta có thể đánh sư quay à? Xem tâm bọn này chúng ta về chúng ta chiếm lại sư quay. Anh nghĩ sao về món bắp hầm? Anh chưa ăn món đấy bao giờ. Bắp hầm là bắp ngô á? Ý em bắp 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 ngô luộc gì ấy? Nghĩa là một ngô luộc cái gì? Em chơi hẳn bắp hầm. Ngô luộc thì anh ăn đầy rồi. À nó, thằng này đâu phải thằng chủ thằng này chứ. Thằng hình này mà. Nên để xử nó. Đó, cứ từ từ. Cứ bình tĩnh. Trời ơi. Cái nhà này bệnh tật nhiều thế. À, miền Nam thì ngô luộc nó lại còn tách ra từng hột xong rồi thêm gia vị đồng hầm lên à? Thế anh chưa ăn bao giờ. Anh ở miền Bắc thì đơn giản. Bắp thì cà vỏ ném vào nồi luộc. Chứ không cầu kỳ như ở miền Nam. Đấy, từ từ đã. Con này dương chưa? À, xong rồi. Lôi kéo. Quánh nhau lên từ lên từ miền. 56 tuổi à? Biến. 26 tuổi, à, được. Hầm như hầm thịt, ăn ngọt nước lắm. Thế à, anh chưa ăn bao giờ? Anh ăn ngô luộc đấy.
Miền Nam lắm món nhỉ? Gạo luộc. Gạo luộc thì ai sẽ ăn rồi. Nó cứ gạo luộc. Thôi 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 thôi, nghìn điểm, lấy theo ra điểm. Đưa Sway lại cho chậm. Bọn này có bao nhiêu quân? Nghìn quân à? Thế thì toang đi còn gì nữa. Năm mươi mốt phần trăm tăng 15 tỷ giảm. Ok. Trời, bắt hết này không lo nổi loạn luôn. Không có loạn lùng gì ở đây cả. 7 tháng à. Mình cứ đi chiếm thôi, tôi nghĩ còn 7 tháng còn sơi. Mình chiếm có 2 tháng. Đi chiếm thành đã. Đánh nhau hơi nhiều rồi đấy. Bây giờ việc tiếp là chiếm xứ quên rồi chiếm Scotland. Sau này lên làm đế quốc thì chúng ta sẽ dùng cái này thành lập đế quốc này. Chứ chúng ta không cần phải tạo đế quốc trong này làm gì. Chúng ta tạo đế quốc này để chúng ta lấy cái logo Anh Pháp này. Chỉ việc thay mỗi cái mũ lên đế quốc rồi. Đó thì chúng ta sẽ complete cái nhiệm vụ đó là lấy quốc uy giữa Anh và Pháp. Tôi chết mẹ rồi. Khu Diaz ai? Nó chữa bệnh cho mình à? U rồi ôi, sao thằng bệnh đéo gì đây? Tẩu hòa cho ma. Ông này là chiếm ở đâu đây? Công quốc. Hình như là công quốc ở xứ Wales đúng không? Đúng đúng rồi. Ngon. Nhưng mà như mình có hết rồi mà. Fuck. Fuck. Mình có hết cái đấy rồi mà. Oh shit, tự nhiên mình... Oh shit. Giáo hoàng cho em ít tiền không? Thôi được rồi, em chuộc mấy cái thằng ở dưới này vậy. Thằng này là bá tước. Được, cho ta lấy 50 vàng ở đây. Bá tước 50 vàng. Tạm thế. Cho nó khỏi âm tiền. Chiếm hết bản đồ mất thời gian lắm, chúng ta chỉ chơi lên một cái ngưỡng ấy thôi. Chiếm hết bản đồ thì có thể ấy, anh em có thể tự chơi hết chứ tôi chịu. Mà nó chiếm xong này rồi tự nhiên mình đi anh fuck. Đời sau là bị chia này. Chúng ta đã... có lẽ sẽ cho con trai.
sức khỏe thằng này đang bình thường nên cứ từ từ đã. Mình nó không muốn đẻ con nữa. Đừng đẻ con nữa. Một trăm vàng. Không kiếm được thằng nào có tước vị ở đây nhỉ? Công tước. Thả bọn này ra cứ từ từ, chưa thả bọn. Chưa thả bọn. Bá tước thì thả. Công tước cứ phải từ từ đã. Rồi còn chả có tiền đi hành hương. Đời này đánh nhau nhiều quá. Nhưng mà bây giờ tạm ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho chư hầu đi. Công cứ từ từ đã. Vì đời này chúng ta đang bắt được bọn nó, chưa cần thiết phải trao trả. Đời sau bắt đầu chúng ta mới dùng mấy cái nước phụ này để chúng ta cho vào nó sẽ hợp lý hơn. Tự nhiên cái Burgundia này nó lại sát nhập vào bọn La Mã thần thánh, vớ vẩn thật. Ồ, chỗ này tôi cũng bị mất mấy thành rồi. Tôi bị mất hai cái thành ở đây. Bắt đầu thành trì bắt đầu loạn lên rồi đấy. Tốt nhất là chúng ta chỉ đến áp ở London thôi, không áp ở chỗ khác. Sau lập giáo thánh đoàn thì cũng lập ở trong London luôn. Bởi vì chẳng may nếu mà lập ở chỗ khác thì qua đời sau cái tỉnh đấy mà bị chia cho thằng khác là chúng ta bị mất quyền bảo trợ ở đấy. Mà mất quyền bảo trợ thì sau này chúng ta thuê thì chúng ta lại mất điểm tín ngưỡng. Nên là chúng ta sẽ để một thành phố ở trong này. Chúng ta sẽ để Sudwark này, sau này sẽ để cho bên giáo thánh chiến nó thuê ở đây làm trụ sở chính. Thì qua đời vua nào thì nó vẫn sẽ là của mình. Hiệp sĩ đoàn. Chứ trụ sở đầu tiên thì nên ở thủ đô luôn. Không lo bị rơi vào tay thằng khác. Rồi thằng này lại, thằng này kiểu như là đang đang kiểu có cái thói xấu ấy. Một là chúng ta tố cáo nó, hai là chúng ta bỏ qua cho nó, bao che đậy cho nó. Che đậy đi. Đang cần tăng thiện cảm với thằng này. Rồi bây giờ chúng ta sway với thằng khác đi. Sway với chư hầu. Đó lại âm rồi. Rồi chúng ta đi hành hương để bù lại. Jerusalem 500 fuck 340 colony. 1 2 3 4 có chỗ nào khác không? Santiago đi đây cho rẻ. Hết mẹ tiền rồi. Hết tiền rồi, đi đây cho rẻ. Nó gọi bọn nào bọn nó phải nghe gọi cái gì? Lạc lối là cái gì? Sức khỏe hình phạt khốc liệt. Các con của tôi còn quá trẻ nên tôi chết lúc này nó sẽ không ổn lúc nào. Nên tôi chắc phải chi thêm tiền thôi. Fuck. Đám con còn quá nhỏ. Chúng ta chưa thể chết lúc này được. Chết lúc này thì đời sau rất là chật vật với cái cuộc nổi loạn. Fuck. Rồi, tạm thời đã, đời này là chúng ta ổn định đất nước đã, vì vừa chiếm được cả một nước Pháp là ngon rồi. Mà chiếm nốt nước Anh và chiếm nốt cái dâu này thế thôi. Rồi thằng này là một công tước ở trong tù đi đã. Chưa cho chúng mày ra ngoài vội. Tất cả ở trong tù hết.
Ồ, con mình chết à? Ồ, đẻ con xong ra chết. Fuck, đẻ khi chết. Ờ, nhưng mà chết thế thì cũng tốt. Đéo lấy vợ nữa. Đẻ lắm xong phải lấy. Bá tước được. Giáo hoàng thì không gọi được đâu. Vì mấy lần mình để ý là nó chỉ thuê đi đánh thuê thôi, chứ còn mình chỉ vào hiệp sĩ đoàn nó vẫn không được thuê. Mấy lần mình đánh nhau với giáo hoàng thì mà không hiểu sao cái lính đánh thuê này lúc thì nó nhiều mà lúc thì nó lại ít. Lúc em chơi mà cho đất thì em toàn chọn trong gia đình và cho mấy thằng phải. Cái gì? À, nói chung thì cho ai cũng chả quan trọng đâu em. Em thích cho ai thì em cho. Còn đánh nhau thì quân mình cứ đẻ tinh nhuệ là mình thắng thôi mà. Game này thì lúc đầu nó hơi vất vả tí, nhưng mà lúc về giữa giữa game là dễ nhặt. Nhưng mà nó bây giờ chúng ta có cơ hội chiến được toàn bộ xứ quên. Game này dễ hơn phần 2 rất là nhiều. Phần 2 đánh nhau nó còn lắm thứ hơn. Đặc biệt là những cái loạn mà phải đi đánh nơi xa, phải mua thuyền. Thuê thuyền. Game này nó lược bỏ đi nhiều rồi. À, quân ở đây cũng đeo khiên này. Đeo khiên Anh Pháp. Lắm bệnh thế. Chữa mãi không khỏi bệnh nhỉ? Bây giờ có thêm nghiện rượu nữa. Cao quý. Phần 2 khó nhất là cái dịch bệnh. Mà đánh nhau cũng khó. Phần 2 cái dịch bệnh cứ mỗi khi có dịch bệnh đến là cứ phải đóng cửa thành. Kiểu như bế quan tỏa cảng ấy. Xong rồi mà đóng cửa thành lâu là nó lại có vấn đề về lương thực. Mà dịch bệnh là phải xây bệnh viện chứ không phải tuyển mỗi ông bác sĩ đâu. Và có hệ thống bệnh viện đủ sức để có thể chống chọi với cả dịch bệnh. Mà xây bệnh viện thì đắt vã chưởng, không phải là muốn là xây được, nên đa phần lúc dịch bệnh toàn chọn lựa chọn là đóng cổng thành, bế quan tỏa cảng. Nhưng mà cũng phải căn, để lâu quá là dân chết đói hết, không có lương thực. Nói chung tính toán hơn nhiều lắm. Đau não. Hại não. Thôi sao? Mấy ông Tây chơi nhưng ở đấy là mốt đấy. Thật ra trên workshop có mốt Trung Quốc đấy, nhưng mà nó toàn tiếng tàu thôi. Còn nếu mà dùng cái mốt mà không có tiếng tàu thì nó lại vớ vẩn, nó không không xịn. Có cái mốt của bọn tàu nó làm ấy, nó làm
chi tiết lắm, nó làm thời này nó đang ở thời nhà 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 Đường thì phải, như nhà Đường hay sao đấy, những cái năm này năm nhà Đường thì phải. Nó làm chi tiết cực nhưng mà toàn tính tàu thôi, đọc chả hiểu cái mẹ gì cả. Cái gì nữa đây, thương lượng liên minh nổ hết cả tiền. Cứ cho nó đằng nào nó cũng cao mà. Có muốn Nhật Bản nhưng mà muốn Nhật Bản anh chơi rồi không thấy hay lắm. Được, em này sẽ dành cận thần của mình cho em ra chiến trận cũng được, không vấn đề gì. Khiếp, cha này bệnh đến chết luôn à. Bây giờ tôi đang hiện tại đang vẫn đang bình thường, tôi đang muốn cho hai thằng con, một trong hai thằng con trai này thì tôi phải đủ. Đó, bọn con gái này có được thừa kế không? Có. Bây giờ mà mình bỏ cái luật ưu tiên nam nữ ở đây ra thì xóa luật 250D đang có luật bình đẳng nam nữ, xóa luật đi thì nó cũng giống như luật của xứ quê đúng không nhỉ? Việt Nam thì phải có do mốt do người Việt ông nào chịu làm, nhưng mà game này ở Việt Nam ít người chơi lắm nên là không có mốt đâu. Game nào phải nhiều người chơi thì bắt đầu mới có mấy ông mốt ông làm. Rồi thôi tạm biệt lần này thôi anh em, tập này nói chung là ra để mục đích là hướng dẫn cho anh em biết lập được cái quốc bi liên hiệp giữa Anh và Pháp thôi. Lập được rồi thì chúng ta sẽ dừng ở đấy. Nếu sau hứng thì chúng ta sẽ chơi tiếp game này, không chúng ta sẽ chơi game khác. Đó, game này chúng mình chỉ là hướng dẫn để anh em tạo được cái vương quốc này thôi. Rồi, và nếu anh em xem thấy hay bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình nhé. Hẹn anh em ở những tập tiếp theo. Bye bye, xin ngủ ngon.